bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 3. Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh bị bác kháng cáo. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Điểm Nóng 24 giờ trên kênh YouTube của Báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Siêu bão Yagi tiến vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo sóng cao và gió mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến trưa ngày 6 tháng 9, siêu bão Yagi, bão số 3, vẫn duy trì cường độ mạnh với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17 trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã khiến khu vực đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vào lúc 13 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 7 tháng 9, bão sẽ tiến vào vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 230 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão hạ xuống cấp 14, giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 9, tâm bão sẽ tiến đến vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định với sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 11-12, giật cấp 15. Bão dự kiến tiếp tục di chuyển với tốc độ tương tự và đi vào đất liền. Dự báo đến 13 giờ ngày 8 tháng 9, bão sẽ suy yếu khi tiến vào khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió giảm xuống dưới cấp 6 và bão dần tan. Do ảnh hưởng của bão Yagi, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, gần tâm bão đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 từ tối và đêm ngày 6 tháng 9, với gió mạnh dần lên cấp 12-14, giật cấp 17. Trên đất liền, từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa dự kiến có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 14. Các khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có thể có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11, với thời điểm gió mạnh nhất từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Cảnh báo sóng biển ở vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông cao từ 7-9 mét. Gần tâm bão sóng có thể cao 10-12 mét. Khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ và Cô Tô, sóng biển có thể cao từ 3-5 mét và vùng gần tâm bão sóng có thể đạt tới 6-8 mét. Các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-2 mét vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9, với nguy cơ ngập lụt ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông. Các chuyên gia cũng khuyến cáo cần chú ý đến các khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản và các tuyến đê kè biển bởi chúng có thể chịu tác động mạnh của gió lớn và sóng cao. Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão Yagi. Để chủ động đối phó với tác động của bão số 3, ngày 6 tháng 9, Bộ Công Thương đã ban hành công điện số 6751 CDBCT về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Theo công điện này, Bộ yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ để lên phương án cụ thể, bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại những nơi bị ảnh hưởng. Báo cáo nhanh từ Sở Công Thương các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Cạn cho thấy các doanh nghiệp sản xuất và phân phối lớn trên địa bàn đã báo cáo về khả năng dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu. Các mặt hàng dự trữ bao gồm gạo, mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu cùng những mặt hàng có nhu cầu cao trong mùa bão lũ như tấm lợp, dây thép, đinh vít và thuốc trị bệnh. Những mặt hàng này được dự trữ tại kho của các doanh nghiệp và sẵn sàng cung cấp khi cần thiết. Lượng hàng hóa thiết yếu được dự trữ dự kiến đủ dùng trong 5 đến 10 ngày, tùy thuộc vào tình hình và đặc thù của từng địa phương. Trong trường hợp thiên tai kéo dài và nguồn dự trữ cạn kiệt, các địa phương sẽ đề xuất hoặc huy động từ các nguồn khác để đảm bảo ứng cứu kịp thời. Theo báo cáo từ các hệ thống siêu thị lớn, từ tối ngày 5 tháng 9, lượng khách hàng mua hàng có tăng nhưng nguồn cung hàng hóa vẫn đáp ứng tốt. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp đã tăng lượng hàng dự trữ gấp 2 đến 3 lần so với thông thường để chuẩn bị đối phó với nhu cầu mua sắm tăng cao khi mưa bão. Hệ thống siêu thị tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đã lên phương án điều động hàng hóa từ các địa phương lân cận và chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tăng cường bán hàng trực tuyến và dịch vụ giao hàng nhanh, duy trì liên lạc với chính quyền và Bộ Công Thương, thiết lập các đội ứng phó khẩn cấp để bảo đảm hàng hóa không bị thiếu hụt. Lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3 cũng đang tích cực triển khai kiểm tra và kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa tăng cao. Tính đến thời điểm này, báo cáo từ các Sở Công Thương và các doanh nghiệp phân phối cho thấy tình hình cung ứng hàng hóa vẫn ổn định, sức mua các mặt hàng như thực phẩm tươi sống, mì gói và nước uống có tăng, nhưng nguồn cung vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân. Dự báo nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ được bảo đảm trước, trong và sau bão.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành lệnh khẩn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với siêu bão Yagi nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và nhân viên. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Trần Thế Cương đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các trường học theo dõi sát sao các thông tin dự báo thời tiết, triển khai các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ để phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Các trường được yêu cầu ra soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên, nếu phát hiện cây có nguy cơ gãy đổ, phải báo cáo và xử lý kịp thời. Trong trường hợp chưa thể xử lý ngay, phải đưa ra cảnh báo và liên hệ với cơ quan chuyên môn. Ngoài ra, tài sản, máy móc, thiết bị và hồ sơ quan trọng phải được di dời đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả ngay sau bão, đảm bảo vệ sinh và phòng chống dịch bệnh để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Hôm qua, ngày 5 tháng 9, học sinh đã chính thức khai giảng và bắt đầu học tập theo chương trình mới. Theo bản tin bão khẩn cấp, cơn bão số 3 năm 2024, siêu bão Yagi và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, thủ đô sẽ có chuỗi ngày mưa, mưa rào và dông. Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ cũng mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh bị bác kháng cáo. Ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa thúc phẩm để xem xét kháng cáo ông Trần Quý Thanh và con gái là bà Trần Uyên Phương cùng các bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, ông Trần Quý Thanh đã trình bày kháng cáo, yêu cầu hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét hành vi và tội danh mà án sơ thẩm đã tuyên. Theo ông Thanh, hành vi của ông chỉ là giữ giấy tờ liên quan đến tài sản, chứ không phải chiếm đoạt tài sản như bản án trước đó đã xác định. Ngoài ra, ông Thanh cũng kháng cáo về phần dân sự, yêu cầu tòa án phúc thẩm bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc Kim Oanh, hoàn trả cho ông số tiền nợ là 238 tỷ đồng thay vì 235 tỷ đồng như bản án sơ thẩm đã quyết định. Tại phiên tòa, ông Thanh còn cung cấp thêm những tình tiết mới hy vọng giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, bà Trần Uyên Phương, con gái ông Thanh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mong muốn được hưởng án treo. Bà Phương thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cung cấp các tình tiết giảm nhẹ bổ sung, bao gồm việc đã đóng phạt 100 triệu đồng theo bản án sơ thẩm, tích cực tham gia hoạt động xã hội, gia đình hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế và có công với cách mạng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày quan điểm luận tội, bác bỏ nội dung kháng cáo của ông Trần Quý Thanh. Theo Viện Kiểm sát, bản án sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xác định đúng hành vi và tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Thanh dựa trên các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Về yêu cầu trách nhiệm dân sự của ông Thanh, đại diện Viện Kiểm sát cũng khẳng định không có cơ sở để xem xét lại, vì bản án sơ thẩm đã buộc ông Thanh phải trả lại các giấy tờ liên quan và các bị hại cũng phải hoàn trả số tiền vay nợ cho ông Thanh. Đối với bà Trần Uyên Phương, đại diện Viện Kiểm sát nhận định bà có vai trò hỗ trợ trong hành vi phạm tội của ông Thanh. Tuy nhiên, do bà Phương đã cung cấp các tình tiết giảm nhẹ mới, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và xem xét giảm từ 6 đến 9 tháng tù cho bà Phương. Phiên tòa đã bước sang phần tranh luận với những tình tiết mới sẽ được hội đồng xét xử xem xét trong quyết định cuối cùng. Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo bằng giấy tờ đất giả ở Thái Bình. Công ty tỉnh Thái Bình vừa phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các vụ việc sử dụng giấy tờ giả liên quan đến đất đai nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đã trở nên đáng báo động khi những đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng các phương thức tinh vi và công nghệ hiện đại để tạo ra các giấy tờ giả giống thật, khó phân biệt bằng mắt thường. Điều này đã khiến không ít người dân rơi vào bẫy và mất đi số tiền lớn. Theo Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình, tình trạng sử dụng giấy tờ giả liên quan đến quyền sử dụng đất đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Cơ quan công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ từ dự báo, nắm tình hình cho đến tập trung trinh sát, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2024, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện và xử lý 56 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng giấy tờ giả. Trong số này, có 7 vụ án với 25 bị can đã bị khởi tố. Đáng chú ý, vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sử dụng con dấu và tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đối tượng TTTH, sinh năm 1987, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, đã sử dụng 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 9 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả để huy động vốn từ nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Không chỉ có vụ việc trên, ngày 25 tháng 7 năm 2024, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố vụ án khác liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đối tượng Lê Văn Tùng, sinh năm 1993, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, đã sử dụng giấy tờ giả để bán mảnh đất không thuộc sở hữu của mình, chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Tùng gặp khó khăn về tài chính do kinh doanh thua lỗ và nợ nần. Để có tiền trả nợ, Tùng
Tùng đã lên mạng mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi nhận được tiền, Tùng bỏ trốn, khiến nhiều nạn nhân lâm vào cảnh mất tài sản. Trước tình hình tội phạm sử dụng giấy tờ giả liên quan đến đất đai diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. Khi tham gia các giao dịch liên quan đến đất đai và tài sản có giá trị, người dân cần kiểm tra kỹ các giấy tờ và xác minh thông tin tại các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân nên nhanh chóng báo với cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Triệt phá đường dây ma túy tinh vi tại Nghệ An, lộ diện ông trùm liều lĩnh. Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng trong một vụ vận chuyển ma túy lớn, thu giữ tổng cộng 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng nước vui, 3 kg ma túy đá, 2 kg ketamin và nhiều tang vật khác. Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đối tượng chủ mưu là Cao Văn Tùng, sinh năm 1974, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Tùng có 2 tiền án về ma túy và nổi tiếng liều lĩnh, thường móc nối với các đối tượng nước ngoài để vận chuyển ma túy về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh khác. Vào sáng ngày 27 tháng 8 năm 2024, Công an phát hiện Tùng cùng đồng phạm Bùi Hải Trung, sinh năm 1987, di chuyển đến khu vực giáp danh giữa huyện Tân Kỳ và Anh Sơn để nhận ma túy. Tùng dùng xe máy chở hàng hóa công cành để ngụy trang, trong khi Trung đi trước để cảnh giới. Đến 9 giờ 45 phút cùng ngày, tại địa phận xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, lực lượng công an đã bắt giữ cả hai. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 1 kg ketamin và 10 bịch nước vui. Công an xác định Tùng và các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Ngoài lượng ma túy thu được khi bắt quả tang các đối tượng, công an còn thu giữ được 6 bánh heroin, 1 kg ketamin, 1 kg ma túy đá là số ma túy mà Tùng và các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển, mua bán vào ngày 29 tháng 6 năm 2024. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Phú Yên khởi tố kẻ cầm đầu vụ hủy hoại rừng và khai thác tài nguyên trái phép. Chiều ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và hủy hoại rừng xảy ra từ năm 2013 đến năm 2023 tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Đặng Thanh Bình, sinh năm 1980, trú tại xã Bình Kiến cầm đầu. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan công an đã nhận được nhiều thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của Đặng Thanh Bình từ năm 2022. Bình bị cáo buộc thực hiện các hành vi hủy hoại rừng, khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất và chiếm đoạt tài sản thông qua lạm dụng tín nhiệm. Đồng thời, Bình còn gây sức ép lên chính quyền và các tổ chức để trục lợi cá nhân, làm bức xúc dư luận. Trước những phản ánh này, ngày 7 tháng 3 năm 2023, Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo lập chuyên án để điều tra, thu thập tài liệu từ các cá nhân, tổ chức nhằm xác minh các hành vi vi phạm của Đặng Thanh Bình. Theo Đại tá Tuấn, Bình có mối quan hệ phức tạp, sử dụng thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi và lôi kéo nhiều đối tượng thực hiện các hành vi trái pháp luật. Ngày 22 tháng 5 và 17 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đến ngày 28 tháng 8, Đặng Thanh Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Cơ quan điều tra hiện đang mở rộng điều tra và dự kiến sẽ tiếp tục khởi tố Bình với tội danh hủy hoại rừng. Cháy lớn tại kho phế liệu ở Thái Nguyên. Chiều ngày 6 tháng 9, lãnh đạo phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại khu nhà xưởng thu mua phế liệu của gia đình ông Hà Văn Mao ở tổ dân phố Giếng đã xảy ra vụ cháy lớn. Do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như cao su, nhựa nên đám cháy bùng phát lớn, lan nhanh, cột khói quần quận bốc cao hàng chục mét. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã kiểm soát được đám cháy, ngăn chặn nguy cơ lửa lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân. Trước đó vào tháng 6 năm 2024, tại Thái Nguyên cũng xảy ra vụ cháy nhà 2 tầng khiến 2 người thiệt mạng. Các bạn vừa theo dõi bản tin điều nóng 24 giờ trên kênh YouTube của Báo Công Thương. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.